Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện hết sức là thương tâm, đau lòng xảy ra ở Long An. Vụ bé 18 tháng tuổi tử vong trong tình trạng bị thương bầm tím trên cơ thể, nghi là một người cha dượng bạo hành dẫn đến tử vong. Hiện tại thì người mẹ và cha dượng cũng đang bị công an bắt điều tra. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức cho biết, tại địa bàn vừa xảy ra một nghi án bạo hành bé 18 tháng tuổi dẫn đến tử vong. Hiện tại thì cơ quan đang tiến hành điều tra làm rõ người mẹ liên quan đã bị tạm giữ điều tra. Sự việc xảy ra hết sức là đau lòng, thương tâm, làm chấn động trong cộng đồng mạng. Người cha của bé 18 tháng tuổi chia sẻ là khuya 1 tháng 6, nhận được thông tin con trai của anh 18 tháng tuổi đã mất trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương, máu tụ ở bầm ở dưới da và nhiều nơi khác trên cơ thể. Được biết là giữa hai vợ chồng kết hôn được 6 năm và có hai đứa con chung, nhưng mà ly hôn đã hơn 1 năm thì người cha nuôi con gái lớn, còn chị vợ thì nuôi bé nhỏ vì mới 18 tháng. Theo lời kể của người chồng thì khoảng hơn 1 tháng nay, người vợ cũ của anh có quen với một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, sinh sống như vợ chồng tại nhà trọ ấp 2 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Và người cha chia sẻ trong nước mắt, mong cơ quan chức năng làm rõ về cái chết của con trai tôi, một cái chết hết sức là thương tâm. Vụ việc này công an Bến Lức đang tạm giữ người tình và người mẹ liên quan tới cái chết của bé 18 tháng tuổi. Kính thưa quý vị khán giả, gần đây thì vụ việc xảy ra đối với trẻ con hết sức là đau lòng. Vụ bé 8 tuổi đã bị người cha và người mụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bạo hành đến tử vong. Và nhiều vụ án khác nữa xảy ra cũng trước đây liên quan tới những người họ là không phải là ruột rà máu mủ, họ là người vợ hoặc là người chồng. Đâu đó thì xảy ra cái việc mà thương tâm đối với con trẻ. Thực sự bé 18 tháng tuổi thì quý vị khán giả thấy là tầm tuổi đó thì con nói chưa có rành. Khi mà hỏi con á thì có thể là trong cái độ tuổi đó con chỉ nói được một vài câu mà không trọn thôi. Cũng như con mình ngày xưa thì khoảng 18 tuổi khi đi nhà trẻ đó quý vị khán giả, thì vụ đó xảy ra cũng cách đây 12 năm. Thì Phương Văn xin chia sẻ như thế này, vì cái lúc mà 18 tháng tuổi đó thì Phương Văn cũng có gửi con đi nhà trẻ. Thì tại cái thời điểm đó, đôi khi mấy hôm về thấy con là có chạy xước chỗ này, chạy xước chỗ kia. Thì về Phương Văn cũng có hỏi cô giáo, hôm nay sao bé thấy bầm chỗ này chỗ kia. Thì cô nói là trong quá trình mình chơi đó, thì va chạm chỗ này hoặc là va chạm với bạn bè thì bầm chỗ này chỗ kia, thì mình cứ nghĩ là trẻ con mà, mình không nghĩ tới cái việc mà bạo hành, tại vì cơ sở vật chất của cái nhà trẻ đó rất là đẹp, và cái cô giáo đó cũng là một cái cô giáo mà đã ra làm tư thành lập nhà trẻ đó quý vị khán giả. Thì thấy trang trí rất là đẹp đẽ sạch sẽ, thì chắc có lẽ ai cũng còn nhớ vụ cách đây khoảng 12 năm. Thì tại thời điểm đó con mình cũng trong cái nhóm nhà trẻ đó, và cô giáo Phương Anh và một cô bảo mẫu đã có hành vi sai trái và bạo hành trong cái nhóm trẻ đó, trong đó có con mình. Thì trong cái thời gian đó quý vị khán giả thấy là mọi người hết sức là phẫn nộ khi cô giáo Phương Anh đó tát bé trai là mấy chục cái, coi như là tát bóp 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 bóp, tát liên tục luôn. Thì bé đó nó lớn hơn con mình, nó cũng có cái phản ứng, phản ứng là nó đẩy ra hoặc là có những hành động nó cũng quơ tay quơ chân lại để nó đỡ đó quý vị khán giả. Nhưng mà trẻ con mà làm sao mà phản ứng được. Còn con mình thì lúc đó là một mặt mũi khóc tè le, thì lúc đó là cái cô giáo đó lấy cái muỗng múc và cơm đó với mũi giải đó là nó dính tùm lum đó nha, là đút ngược trở lại thì bé nó không khóc, nó không chịu ăn đó, thì ngược trở lại. Thì con mình dính trong cái video đó một cái phần cuối cùng, và sau đó cái vụ đó chấn động trong cả nước luôn quý vị khán giả, cả nước luôn. Vì vào thời điểm đó thì không có ai là nghĩ là cô giáo với cô bảo mẫu đó bạo hành
con mình và một số con của phụ huynh khác. Thì nhờ khi mà phát hiện được là anh thợ hồ, ảnh làm nhà kế bên, ảnh mới nghe mỗi ngày như vậy, ảnh mới lén quay phim. Đó thì những cái thước phim ngắn ngắn mà quay nhiều ngày, 2-3 ngày gì đó, mới lấy được những cái thông tin đó và trình báo công an. Thì cái vụ đó xảy ra là chấn động cả nước. Và cô giáo Vương Anh cũng bị ở tù 3 năm và cô bảo mẫu. Thì chắc có lẽ là trong cái vụ đó thì mọi người cũng biết rồi, là những đứa trẻ đôi khi về có những cái bạo hành nó phản ứng không được và nó nói cũng không rành. Tại thời điểm đó thì mình về mình có hỏi con hôm nay tại sao con bầm chỗ này, con bầm chỗ kia, sao con chạy xước chỗ này. Nhưng mà bé nó không có diễn tả được, 18 tháng tuổi bé nó không diễn tả được. Nó nói câu được câu không rồi nó cứ ậm ừ rồi hỏi đó, nó cũng không nhớ và cũng không biết. Thì mình cũng không nghĩ là cái việc bạo hành trẻ con 18 tháng tuổi mà đau lòng, hết sức đau lòng. Khi mà biết được cái câu chuyện một người cha dượng, người tình của mẹ mà bạo hành con 18 tháng tuổi dẫn đến tử vong, thật sự quá thương tâm. Khi mà quý vị khán giả, cộng đồng mạng biết được cái thông tin này, thật sự họ vô cùng phẫn nộ đối với người lớn, nhưng họ không có cái lương tâm bạo hành trẻ con như vậy cho tới dẫn đến tử vong. Bé còn nhỏ mà. Trong khi đó là người lớn mình tác động mạnh thì trên cơ thể của bé bầm tím rồi những vết trầy xước tác động mạnh. Cho nên là nghĩ là dù cho công an điều tra cũng chưa có cái kết quả, kết luận. Nhưng mà bây giờ cộng đồng mạng cũng đang dậy sóng về vấn đề này. Nếu như không có cái sự tác động của người cha dượng thì bé 18 tháng tuổi không dẫn đến tử vong như hiện tại. Hết sức là đau lòng. Sau đó là công an, bến lức, lực lượng chức năng cũng phong tỏa khu vực nhà trọ ở đó lúc mà bé trai bị bạo hành dẫn đến tử vong. Thi thể của bé tại Bệnh viện Đa khoa Bến Lức đã khám nghiệm và tại thời điểm đó thì cũng đưa về cho gia đình để làm thủ tục mai táng. Thực sự khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, mặc dù là vợ chồng này sống với nhau được 6 năm, có hai đứa con, đứa gái, đứa trai, nhưng mà do bất đồng trong cuộc sống nên cả hai ly hôn cách đây 1 năm. Thì cái tuổi đời còn trẻ thì không thể nào mà tránh khỏi bước đi thêm một bước nữa, để rồi cái nỗi đau để lại cho những đứa con mình hết sức là thương tâm. Theo trích dẫn của nguồn tin báo Thanh Niên thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức nhanh chóng xuống khu vực tại phòng trọ để xác minh, đồng thời khám nghiệm hiện trường về vụ việc này. Thì theo nguồn tin trong đó là có rác, trong cái giỏ rác đó quý vị khán giả, cơ quan chức năng thu được một số vải, khăn còn dính nhiều máu khô nghi liên quan đến cái chết của bé 18 tháng tuổi này. Hiện tại thì công an huyện Bến Lức đang tạm giữ mẹ ruột và cha dượng để phục vụ điều tra con trai bị bạo hành đến tử vong. Thật sự câu chuyện này hết sức đau lòng. Cộng đồng mạng phải lên tiếng về những cái vụ bạo hành những trẻ em hết sức là thương tâm. Và trong thời gian gần đây thì bé 8 tuổi dưới tay bạo hành của người mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người cha ruột của mình làm cho bé phải là ra đi trong uất nghẹn. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là nhiều người họ có những cái nỗi ác tâm, những đứa trẻ rất là ngây thơ, đôi khi cái sự phản ứng của bé, chẳng hạn như 18 tháng này thì bé cũng không có thể nói được thành lời, có thể là khóc đòi ăn hay là khóc đòi một cái gì đó. Nhưng những người mà người ta không có thương con, người ta không đẻ thì người ta không biết xót con mình. Thực sự đối với những đứa trẻ khi mà cha mẹ đã chia tay thì để lại cho những đứa con cũng những người thân trong gia đình, đặc biệt là những đứa con trẻ, những nỗi niềm mất mát, những cái thiếu thốn tình cảm gia đình, chăm sóc thương yêu từ cha mẹ, thật sự là nỗi buồn. Và trong câu chuyện của bé 18 tháng tử vong dưới bàn tay của người cha dượng thì mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện, những cái tin tức mới tiếp theo Phương Văn sẽ cập nhật cho quý vị khán giả. Xin kính chúc quý vị khán giả một buổi tối bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.